Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ làm việc, các đối tượng khai nhận là hung thủ giết và phi tang tài xế taxi Mai Linh vào lúc khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 7 tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, các đối tượng cướp taxi chạy ra đến thị xã Ba Đồn thì bị bắt giữ. Nhóm đối tượng giết tài xế taxi ở Quảng Ngãi bị bắt giữ tại Quảng Bình. Ngày 29 tháng 7, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết đã bàn giao các đối tượng Lucy Chun, sinh năm 2008, Hoàng Trê Trân, sinh năm 2006 và Can Jin, sinh năm 2007. Cả ba đối tượng đều có quốc tịch Trung Quốc cho Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra xử lý theo thẩm quyền. Theo thông tin, vào lúc khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 7, lực lượng tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đang tiến hành tuần tra trên quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, thì phát hiện xe ô tô taxi Mai Linh loại 5 chỗ đang lưu thông theo hướng Nam Bắc, có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao hơn. Khi chạy đến địa bàn tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, thì va chạm với một xe máy Lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Bình bắt kịp và đề nghị tài xế xuống xe để giải quyết. Nhưng tài xế đạp ga bỏ chạy và tiếp tục va chạm với nhiều phương tiện khác. Trước tình hình trên, phòng cảnh sát giao thông đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo công an Quảng Bình. Đồng thời phối hợp với công an thị xã Ba Đồn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ được ô tô taxi cùng tài xế điều khiển phương tiện là Luo Si Đi cùng trên xe còn có hai người khác gồm Hoang Chi Trân và Canh Trinh. Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ làm việc, các đối tượng khai nhận là hung thủ giết và phi tang tài xế taxi Mai Linh vào lúc khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 7 tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, các đối tượng cướp taxi chạy ra đến thị xã Ba Đồn thì bị bắt giữ. Qua xác minh thì tài xế ô tô Mai Linh là anh Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1977. Anh Hải được các đối tượng thuê đi dọc các tỉnh ở Việt Nam. Đến chiều ngày 27 tháng 7 khi đến Quảng Ngãi thì anh Hải bị ba đối tượng trên sát hại. Vụ thi thể dưới mương nước xuất hiện video nhóm thanh niên cầm hung khí. Một nhóm thanh niên đi xe máy mang theo hung khí, vừa chửi bới, vừa rượt đuổi ở một khu đất. Ngày hôm sau, người dân phát hiện một thi thể nằm thanh niên, 20 tuổi. Ngày 29 tháng 7, trên mạng xã hội Hương Yên xuất hiện một đoạn video ghi lại vụ việc. Theo hình ảnh trong đoạn clip, thời gian xảy ra vụ việc là khoảng 22 giờ 40 phút Ngày 27 tháng 7, tại tuyến đường đầu thôn Đồng Chung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Lúc này nhóm thanh niên đi xe máy tới khu vực đất trống phía sau khu dân cư rồi dừng lại. Một số thanh niên xuống xe tay cầm hung khí chạy nhanh về phía bãi cỏ và mương nước, kèm theo đó là tiếng chửi bới và lời quát ra đây. Sau một hồi, nhóm thanh thiếu niên lại mang theo hung khí lên xe máy rồi quay xe bỏ đi. Một số người dân cho biết tối muộn ngày 27 tháng 7 có thấy nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí đi đánh nhau. Đến trưa hôm sau thì phát hiện thi thể nam giới dưới mương nước với nhiều thương tích. Nạn nhân sau đó được xác định là người địa phương, gia đình cũng đã đến tiếp nhận thi thể và đưa về tổ chức mai táng. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Hưng Yên làm rõ. Cũng theo người dân xã Việt Hưng, trong ngày 28 tháng 7, cơ quan công an đã triệu tập gần chục thanh thiếu niên được cho là có liên quan đến vụ án mạng để điều tra. Trước đó, như đã đưa tin vào khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 7, người dân thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng bất ngờ phát hiện một thi thể ở dưới mương nước nhỏ cạnh đường. Ngay sau đó, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Việt Hưng cho biết nạn nhân là người địa phương khoảng 20 tuổi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Chốc SUV lật nhau sau khi đâm vào bánh sau xe Jeep. Sự việc diễn ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 15 tháng 7 ở trên đường cao tốc liên bang Interstate S ở San Diego, Mỹ. Cảnh sát đã cố dừng một chiếc xe SUV có vẻ như là Nissan Murano, vì phát hiện đăng ký đã hết hạn, nhưng tài xế cố tình bỏ chạy, đâm vào một xe khác trên đường, nhưng vẫn chạy tiếp, sau đó bị lật sau pha va chạm lần thứ hai. Camera hành trình của một ô tô chạy trên đường đã ghi lại được tình huống va chạm thứ hai này. Theo đó, chiếc USV đã đâm vào bánh sau, nhổ hẳn ra ngoài thân xe Jeep, kiểu độ được nhiều chủ xe USV và bán tải rất yêu thích. Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, sau khi chiếc USV bị lật, tài xế đã rời khỏi xe, nhảy qua rào chắn đường rồi bỏ chạy tiếp. Người còn lại trên xe đã bị bắt và đưa tới bệnh viện gần đó để xử lý các vết thương sau cố lật xe. Hiện chưa rõ người này có đối diện với tội danh gì không. Không có ai ở các xe khác bị thương. Vì phần bánh nhô hẳn ra bên ngoài nên cú va chạm không có tác động gì đến thân trước xe Jeep. Chỉ có phần ốp bánh của xe là bị vỡ. Cô gái thả tay tạo hình trái tim khi đi xe máy bị phạt 7 triệu, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Ngày 29 tháng 7, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Quảng Ngãi cho biết đã mời cô gái thả tay tạo hình trái tim khi chạy xe máy trên đường đến làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính. Trước đó, qua nắm bắt tình hình qua mạng xã hội, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Quảng Ngãi phát hiện một tài khoản đăng tải đoạt clip cô gái điều khiển xe máy lưu thông trên đường, thả hai tay thực hiện động tác tạo hình trái tim. Qua xác minh, công an xác định người điều khiển xe máy thực hiện hành vi trên là Nguyễn Thị Việt Hồng. Tại cơ quan công an, Hồng thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Qua xem xét hành vi vi phạm, đội cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt hành chính cô gái số tiền 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng. 860 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 7 Phân phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có báo cáo thống kê tai nạn giao thông trên cả nước trong tháng 7 năm 2024. Trong tháng 7, cả nước xảy ra 1.889 vụ tai nạn, làm chết 860 người, làm bị thương 1.424 người, so với cùng kỳ năm 2023, tăng 190 vụ, túc 11,18%, giảm 82 người chết, âm 8,7%, tăng 294 người bị thương, 26,02%. Hầu hết tai nạn xảy ra trên đường bộ là 1.868 trên 1.889 vụ, làm chết 846 người, bị thương 1.417 người. Trong đó, một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, điển hình là vụ tai nạn tại đường Thường Tín, khiến cho bốn mẹ con ở trên một xe máy tử vong. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm. Kết quả điều tra cho thấy, tài xế gây tai nạn dương tính với ma túy, giấy tờ đăng kiểm không rõ thông tin. Tai nạn trong lĩnh vực đường sắt cũng đang gia tăng với 18 vụ, làm chết 12 người bị thương 7 người, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 9 vụ, tăng 5 người chết, tăng 4 người bị thương. Về hàng không, cả nước xảy ra một sự cố nghiêm trọng mức B về vụ máy bay Eva đã rẽ nhầm bãi đỗ rồi đâm gãy cột đèn ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều mùng 3 tháng 7. Ngoài ra, một sự cố mức độ C và 6 sự cố mức độ D. Tổng hợp 7 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 14.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.204 người và bị thương 10.976 người. So với 7 tháng đầu năm 2023, tăng 1.854 vụ, tương đương 14,97%, giảm 717 người chết, âm 10,36%, tăng 2.720 người bị thương, 32,95%. Bé gái 15 tuổi bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc vì nghe lời dụ dỗ của bạn quen trên mạng và cái kết. Ngày 28 tháng 7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã bàn giao cháu bé 15 tuổi ở Phú Thọ nghe lời dụ dỗ xuống Hà Nội tìm việc cho gia đình. Trước đó, 19 giờ ngày 25 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Tứ Liên phát hiện một cháu gái có biểu hiện lo lắng, tổ công tác đã tiếp cận, hỏi han. Qua tìm hiểu được biết cháu tên là Đào, sinh năm 2009. Đào cho biết có quen một người trên mạng xã hội hứa giới thiệu việc làm tại nhà hàng số 41 phố Tứ Liên và hẹn khi Đào bắt xe tới bến xe Mỹ Đình sẽ đến đón. Nghe lời người trên mạng, Đào đã trốn mẹ bắt xe đi Hà Nội tìm việc theo giới thiệu. Khi đến bến xe Mỹ Đình, Đào không liên lạc được với người bạn trên nên đã tự đi xe ôm về địa chỉ 41 phố Tứ Liên. Khi đến nơi, Đào không tìm thấy nhà hàng nào ở địa chỉ trên. Công an phường đã liên hệ với gia đình cháu Đào. Gia đình đã rất vui mừng, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cơ quan công an vì đã kịp thời giúp đỡ giúp cháu Đào về với gia đình an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.